Và hôm nay thì cô dạy cho các bạn đề thi số 7. Ha, đề này là đề số 7. Ha. Và cô tham khảo cái đề này từ trường Thuận Thành. Trường này là một trường thuộc một cái tỉnh phía Bắc á. À, nhưng mà nó không phải hoàn toàn từ trường Thuận Thành đâu, tại vì cô thấy có một số câu mà cô tin chắc rằng đề thi thật nó không bao giờ hỏi tới, cho nên cô bỏ ra và cô có tham khảo thêm một số đề khác để cô hoàn thành cái đề này. À, bây giờ chúng ta cùng nhau ta giải nha. Thì các bạn cũng biết là phong cách của cô là cô không muốn để các bạn chờ, cho nên giờ cô tua tới cái chỗ mà cô đã đánh máy sẵn cái phần mà cô giải nó. Rồi bây giờ chúng ta tới câu đầu tiên là câu số 1 nhé. Khi mà nói về ảnh hưởng của ánh sáng đến quang hợp thì cái phát biểu nào nó không đúng? À, thì câu A là một câu đúng. Rồi, câu B. Cùng một cường độ ánh sáng giống nhau thì tất cả các tia sáng đều có tác động đến quang hợp với cường độ như nhau. Thì nó sai. Có lẽ rằng các bạn nhớ là cô đã từng chia sẻ cho các bạn là cứ cái gì mà nó chơi kiểu là cá mè một lứa thì đều là phát biểu sai. Thì ở đây các bạn thấy cường độ ánh sáng giống nhau thì tất cả tia sáng, chúng ta có 7 màu sắc khác nhau, thì 7 cái màu này tác động đến quang hợp nó khác nhau nhá. Quang hợp sẽ yêu thích nhất là ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu xanh tím. Còn ví dụ ánh sáng màu xanh lục thì không có tác dụng gì đối với quang hợp hết. Cho nên cái câu B này nó chơi chiêu cá mè một lứa, nó đánh đồng hết thì là phát biểu sai. Rồi. Câu C là nói đúng rồi và câu D là cũng nói đúng rồi. À, thì câu này là tương đối này dễ cho nên là cô nói tiếp câu 2 luôn ha. Thế nhưng nếu các bạn có câu hỏi thì các bạn cứ bật mic lên, các bạn nói cô ơi là được, hoặc các bạn gõ vào ô chat thì cô sẽ tua lại ha. Rồi chúng ta tới câu số 2. Câu số 2 thì hỏi mình là một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép. Giả sử cái phân tử ADN này có tỷ lệ A cộng T trên G cộng X là 25%, thì hỏi tỷ lệ cái nu loại G của cái phân tử này là bao nhiêu? Đấy, thì cái cách giải của mình đấy nha. Cái phân tử ADN mà nó xoắn kép có nghĩa là nó mặt kép. Mặt kép thì số lượng A luôn bằng số lượng T và số lượng G luôn bằng số lượng X. Cô nhận được một câu hỏi nhưng mà cô nói xong câu 2 cô trả lời nhé. Tỷ lệ A trên G là 1 phần 4 mà A cộng G là 50%, đúng chưa? À, tại sao mình biết tỷ lệ A trên G là 1 phần 4 là tại đề nó nói ha. Cái chắc cô làm rõ hơn chỗ này một tí các bạn nhé. Ở đây đề nói này nè. Đây là đề nói nha. Có phải đề nó cho mình như này không? À, cô không có gõ được cái dấu tương đương cho nên chúng ta nhìn cái dấu này nè, ta coi dấu tương đương ha. A nó bằng T cho nên A cộng T thì em cứ thay chữ T là bằng chữ A luôn thì em được là 2A. G nó bằng X mà cho nên mình thay cái chữ X bằng chữ G luôn và em được là 2G. Vậy 2A trên 2G có phải nào bằng 25% không? 25% cô ghi lại là 0,25. Và cô đơn giản hai cái số 2 này đi. À vậy cô tương đương là A trên G thôi thì bằng 0,25 thì chính là 1 phần 4. Đó. Vậy ta có A chia G là 1 phần 4. Mà theo lý thuyết nha, theo công thức thì A cộng G luôn chiếm 50%. Từ đó em có hai cái phương trình, hai ẩn là ẩn A với ẩn G. Ha? Thì em bấm máy tính cái em được A bằng T bằng 10% với G bằng X bằng 40%. Rồi. À, nếu bạn nào mà mình giải không ra á, thì mình hãy để cho cô câu hỏi thì cô sẽ tua lại, cô nói tiếp các bạn nha. Bây giờ cô trả lời cái câu mà nãy cô nhận được á. Cô vừa nhận được một câu hỏi, bạn ấy hỏi như này nè. Cô ơi có kiến thức riêng nào liên quan đến câu 1D không cô? À, và cô gửi lại cái câu hỏi đấy ở trong cái ô chat cho các bạn cùng xem nha. Thì cô tua lại cái câu 1 nha các bạn nha. Câu 1 nè. Câu 1D là các tia sáng xanh kích thích tổng hợp protein và axit amin ha.
Còn các tia sáng đỏ thì kích thích hình thành carbohydrate. Thế thì các bạn có nhớ rằng là vào tuần trước á, cô có soạn cho các bạn một cái tài liệu để các bạn ôn lại phần sinh lý thực vật, mà cái tài liệu nó rất là ngắn à, cái video bài giảng của cô này nó chỉ có 30 phút thôi. Nó ôn cho các bạn toàn bộ cái kiến thức về sinh lý thực vật. À, cô quay lại cái danh mục bài giảng của cái khóa học của mình ha các bạn ha. Thì các bạn có thấy ở đây có chữ ôn tập này, ở đây ta có hai tab ha. Thì bên cái tab ôn tập á ha, thì các bạn thấy ôn tập 10 nè. Các bạn phải kéo xuống nha các bạn nhá. À, thì các bạn vừa vào thì thấy như này, nhưng các bạn phải kéo nó xuống. Thì các bạn thấy ôn tập số 10 chỗ này, nhìn xuống đây. Đây ôn tập số 10 đây ha. Cho nó màu đi cho nó nổi lên ha. Ôn tập 10 này, sinh lý thực vật nha. Có phải cô để cho các bạn một cái tài liệu này không? Mở ra nhìn luôn ha. Đây ha. Thì có phải cô đã ôn cho các bạn những cái gọi là nó cực kỳ là nó cô đọng luôn ấy ha, nó ngắn ngủn mày ha, mà toàn bộ là sinh lý thực vật nằm hết trong đây, cái chỗ quang hợp này ha. Rồi ha, đây có cái chỗ mà cây quang hợp tốt nhất tại miền ánh sáng nào là cái chỗ tia xanh tím với tia đỏ, nó nằm ở cái bài 10 này đây nè. Và cô tắt cái file này đi nhá, cô bật lại cho các bạn. Rồi, chúng ta quay trở lại danh mục tài liệu bài giảng ha các bạn nhé. Ở đây là cô để cho các bạn là tài liệu này. Sau ở dưới là có video cô giải thích luôn à. Mà trong cái video á, các bạn chịu khó xem nhé các bạn. Tại vì trong video cô sẽ nhấn cho các bạn những cái chỗ quan trọng. Và cô còn bày cho các bạn cái mẹo để các bạn nhớ. À, sau đó cô còn để cho các bạn đáp án nữa này, thấy không? Nhìn qua đây có cái đáp án không? Rồi cô bật đáp án thử nha. Đáp án chưa? Đây là những gì trọng tâm nhất các bạn cần phải thuộc đối với sinh lý thực vật. À, thì để cô quay lại cái câu 10 hồi nãy, nó đúng cái câu mà bạn ấy hỏi ha. Đây đây, chắc các bạn nhìn thấy rồi ha. Cây quang hợp tốt nhất tại ánh sáng này, tia sáng xanh tím và tia sáng đỏ. Tia sáng xanh tím thì giúp cây tổng hợp axit amin với protein, còn tia sáng đỏ thì giúp cây hình thành carbohydrate. Nha. Còn bây giờ nhá, nếu em vẫn cảm thấy là hệ cái câu này em chưa thỏa mãn ý của em muốn biết kỹ hơn, nè em muốn biết kỹ hơn về mấy cái ánh sáng ảnh hưởng như nào đến quang hợp, bây giờ em muốn biết kỹ hơn thì cô bày, thì cô chỉ chỗ cho em nha. Cô tắt cái này đi, em vẫn thấy đây là danh mục tài liệu bài giảng của cô chưa? Rồi em bấm qua sheet 1, tức là bài học cơ bản á, tức là bài học là gọi là bài học chi tiết á, bấm qua sheet 1 bài học chi tiết. Em kéo xuống dưới ha, cái phần 11 cô để dưới đây cho em nha. Kéo xuống cuối luôn phần 11 ha, em có thấy đây chủ đề quang hợp không? Và em vào cái video này, nếu mà em ngồi em coi hết cái video này thì cô hứa với em luôn, không có một cái câu hỏi gì về quang hợp mà nó làm khó em được nữa ha. Vấn đề ở chỗ em hiểu được bài giảng này của cô. Rồi được chưa nào? Cô quay trở lại, cô giải tiếp cái đề của mình nha. Rồi, chúng ta tới câu 3 nhé. Câu 3 hỏi nè. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về hô hấp ở thực vật? À, thì phát biểu 1, nó hô hấp sáng xảy ra ở ba bào quan liên tiếp. Theo thứ tự là lục lạp tới ti thể tới peroxisome. À, thì cái phát biểu 1 này là nó phát biểu sai. Tại sao nó sai nha, cô ghi sẵn cho các bạn nè. Tại vì theo thứ tự thì hô hấp sáng á, cái hô hấp sáng này nó xảy ra là do cái lục lạp nó quang hợp quá mạnh, à, dẫn đến là nó tạo ra nhiều chất hữu cơ, xong rồi nó xài hết CO2 rồi. Vậy là cái lục lạp nó lại đi nó oxy hóa chất hữu cơ để nó sinh ra CO2. Cho nên là hô hấp sáng sẽ xảy ra tại lục lạp đầu tiên là đúng rồi ha, lục lạp là đầu tiên. Nhưng tới peroxisome đã rồi cuối cùng mới tới ti thể. Cho nên phát biểu 1 sai là sai ở cái trình tự. Vậy 1 sai ha. Số 2 là hạt đang nảy mầm thì hô hấp phải diễn ra mạnh hơn là hạt khô. Là đúng rồi. Cho nên người ta mới phơi khô hạt để người ta bảo quản hạt. Số 3, sản phẩm cuối cùng của hô hấp hữu khí này, CO2 với nước. Đúng rồi các bạn nhé. Còn lên men là ethanol.
hoặc là một cái loại axit nào đấy là đúng, mà cụ thể là axit lactic á. À, nhưng ở đây tại sao lại là e để mỗi axit thì nói như vậy nó cũng đúng mà các bạn ha. Vậy chúng ta tính là nó đúng. Số 4. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác ở trong cơ thể là đúng. Nếu mà bạn nào cảm thấy cô nói nhanh quá hay chậm quá thì các bạn cứ gõ vào ô chat là cô sẽ điều chỉnh ha. Ta tới câu 4. Giảm phân thì em nhớ là giảm phân chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục đã chín thôi nha các bạn nhé. Còn tất cả những cái loại khác thì nó đều phân bào bằng cách là nguyên phân. Là nhớ là cô để ra cô để cho các bạn cái câu rồi ha. Giảm phân chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục chín thôi. Tế bào sinh dục mà chưa chín thì nó cũng không có giảm phân. À, ví dụ câu C là không phải đáp án tại nó chưa chín. Câu 5 nhé. Một tế bào có kiểu gen là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Thì hỏi kỳ đầu ở nguyên phân thì cái bộ nhiễm sắc thể là như nào? Hả? Thì kỳ đầu ở nguyên phân cái bộ nhiễm sắc thể nó phải đang ở trạng thái kép. Mà trạng thái kép nghĩa là cứ mỗi một chiếc thì nó gấp đôi lên. Vậy em lấy cái A lớn là em gấp đôi lên thì em thành hai cái A lớn. Em lấy cái A nhỏ này em gấp đôi lên thì thành hai cái A nhỏ. Tương tự ha. B lớn, B lớn, B nhỏ, B nhỏ. Vậy đáp án D. Tới câu 6 nhé. Rồi, cái câu 6 á, chúng ta sẽ có hai phương pháp để chúng ta giải nó. Cách thứ nhất là chúng ta dùng lý thuyết của quá trình nhân đôi ADN để chúng ta giải. Cách thứ hai là chúng ta dùng công thức để chúng ta giải. Rồi, bây giờ chúng ta đang ôn thì cô bày cho em luôn nha. Cô share lại cho các bạn danh mục khóa học của cô nè. Đây. Thì ở ở tại cái sheet 1 các bạn ha, các bạn kéo lên cho cô. Các bạn ơi, các bạn vô các bạn dùng cái tài liệu ấy, các bạn chỉ dùng nó thôi các bạn ha, các bạn đừng có sửa. Chứ bây giờ nếu mà cô làm cho các, tức là cô làm mặn nó bằng cách là cô cấm hết quyền của các bạn ấy, thì nó cũng kỳ đúng không các bạn? Nhưng mà các bạn thấy là có ai đó đã xóa mất cái link tài liệu nâng cao rồi rồi không? Yeah. Sao nó tự mất được? Nó không tự mất đâu em ơi, phải có một người xóa đi đó em. Thì hiện tại á, tất cả các bạn là cô đều cấp quyền cho các bạn được sử dụng. Nhưng mà nếu như cô thấy cái tình trạng mà nó vẫn cứ bị sửa đi như thế này á, nếu các bạn vẫn cứ sửa nó á, thì cô sẽ cấm hết luôn các bạn hà. Tại tại vì cô nghĩ như vậy nè. Ví dụ như có những bạn á, em cần đánh dấu một cái gì đấy, giả sử em muốn đánh dấu thì cô để quyền cái quyền editor cho em để em được đánh dấu. Đây, các bạn thấy ở đây đây là ví dụ đây là hình ảnh của các bạn đã được cô share quyền ha, là các bạn được phép làm thao tác trên cái file. Nhưng nếu như mà cô vẫn nhìn thấy là nó bị tè le hẹt mè kiểu này, các bạn thấy ở đây mất tài liệu, đây mất tài liệu nè, thì cô sẽ cấm hết mấy quyền đấy. OK ha, rồi cô nhìn thấy một bạn nhắn cho cô là em chỉ được phép xem như vậy chứng tỏ là người xóa đi không phải bạn đấy. Rồi bây giờ chúng ta không cái máy này để hồi lúc cô rảnh cô sửa ha. Bây giờ cô đang nói tới cái chuyện là cái bài mà Niter 14, Niter 15 gì hồi nãy ha. Các bạn lấy tài liệu ở đâu để các bạn ôn lại để các bạn nắm vững nhất ở chỗ có thể ha. Các bạn cho cô một quyền trợ giúp là cho cô xem lại một tí đi các bạn ơi, bởi vì nó bị sửa nhưng không giống như cái ban đầu của cô rồi á, bây giờ cô bị không tìm thấy nó.
Các bạn ơi, có lẽ là nó đã bị sửa lại rồi, cho nên bây giờ cô không có nhớ được là cái lúc đấy cô nhớ là cô có để cái tên là video bài học Niter 14, Niter 15, nhưng bây giờ nó biến thành cái tên gì rồi ấy. Thì trong nhất thời cô không có biết được, bây giờ cô phải vào, tức là cô phải bấm nó ra, xong rồi cô xem thì cô mới biết được này nó là cái gì các bạn ha. Thôi để cô chỉ sau đi. Cái đấy để cô nhắn tin vào nhóm sau nhá. Sau khi cô chỉnh xong thì cô nhắn tin vào nhóm sau cho các bạn. Rồi giờ chúng ta quay trở lại bài mình. À, chưa quay được. Các bạn nhìn thấy ở bên cái tab ôn tập này nè, chúng ta có cái chỗ cô để cho các bạn là bí kíp sinh học không nè các bạn ha. Thì các bạn mở nó ra ha. Các bạn mở nó ra. Các bạn sẽ thấy tất cả mọi công thức mà các bạn cần có để các bạn làm bài ha. Thì trước mặt các bạn đây là công thức mà chúng ta dùng để chúng ta giải cái bài mà nó có liên quan đến Niter 14, Niter 15 này, cô copy nó lại nhé. Rồi, đây chính là cái câu 6 của chúng ta ha. Thì những cái phần mà cô vừa copy lại thì cô để nó ở dưới đây ha. Lát nữa mình cần thì mình xem, mà không cần thì mình không xem. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta coi lại câu này. Đầu tiên chúng ta có 5 phân tử ADN được đánh dấu nitơ 15 ở cả hai mặt đơn. À, vậy cô viết một xíu nhé. Chúng ta có 5 phân tử được đánh dấu nitơ 15 ở cả hai mặt đơn. Vậy cô ghi như này nè em. Cô ghi là đầu tiên chúng ta có 5 phân tử mà hai mặt đều là nitơ 15, cho nên cô ghi là ta có 5 phân tử nitơ 15 với nitơ 15. À, xong rồi bây giờ cái phân tử này nó nhân đôi, mà nó nhân đôi trong cái môi trường chỉ có nitơ 14 thôi. Sau khi nhân đôi xong thì chúng ta thu được là 160 phân tử ADN. Đó. Thế thì nó nhân đôi này, nó nhân đôi trong cái môi trường là nitơ 14. Đấy ha. Rồi. Vậy bây giờ đề nói với mình là trong số các phát biểu dưới có bao nhiêu phát biểu đúng? Thì cái cô đang giải là cô không dùng công thức nhá. Cái công thức nãy cô vừa copy lại là cái đấy là dùng công thức dành cho những bạn là không các bạn muốn nhanh ha. Dùng công thức này dành cho các bạn muốn nhanh mà trí nhớ cực đỉnh. Còn cái cách mà cô đang giải á, là cứ từ từ mà làm nhưng mà mình hiểu sâu sắc. Nếu là cô đi thi cô sẽ dùng cái cách cô đang giải, bởi vì cô cảm thấy là mình dùng cái cách là mình hiểu á, mình sẽ không bị bí bao giờ cả. Còn mình dùng công thức thì đôi khi cái người hỏi á, người ta vặn vẹo tí á, nhiều khi mình bị bí à, cho nên cô vẫn dùng cách này và cô giải cho các bạn bằng cái cách này trước nha. Bây giờ các bạn coi lại nè. Mình có 5 phân tử ADN mà mỗi mặt đều là nitơ 15, cái nó được nhân đôi trong môi trường nitơ 14. Vậy thì có phải cái mặt 15 này nó phải làm khuôn nè? À, vậy chúng ta thu được nha. Cái mặt 15 này nó phải là làm khuôn. Đây. Xong rồi có phải là nó ráp thêm cái mặt 14 vào không? À, thì cái mặt 14 sẽ là cái mặt mới, cái mặt mà nó lấy nguyên liệu từ môi trường nó ráp thêm vào. Cái 14 này là ráp thêm vào các bạn nha. Đấy. À, và có phải là em sẽ có 10 phân tử như vậy hay không nào? Em sẽ có 10 cái phân tử như vậy. Sao lại là 10 cái phân tử như vậy? Là tại vì em có 10 cái mặt gốc nitơ 15 ban đầu. Em có 5 phân tử, có nghĩa là em có 10 cái thằng gốc nitơ 15 ban đầu ha. Thế thì em có 10 đứa là cái mặt gốc là 15, ráp thêm cái 14 vào. À, và những đứa còn lại thì phải là hoàn toàn là nitơ 14. Những đứa còn lại các bạn nhá, thì phải hoàn toàn là nitơ 14. À, vậy thì những đứa còn lại là bao nhiêu đứa? Đề đã hé lộ cho mình rồi. Có phải sau nhân đôi ta thu được tất cả 160 phân tử, mà bây giờ có 10 phân tử là một mặt là 15, một mặt là 14. Vậy thì em chỉ cần lấy con số là 160 em trừ 10 thì em còn lại là 150 phân tử mà hai mặt đều là nitơ 14. Cái là chúng ta đi chúng ta trả lời đề là được rồi ha. À, phát biểu 1 nó nói
Có tất cả 150 phân tử ADN chỉ chứa nitơ 14. Thầy đúng chưa? Thầy chỗ này đúng không? Chắc vào đúng. À, số 2 nói. Có 5 phân tử ADN con mà chứa nitơ 15. Thầy sai rồi, ta có 10 mà ha. Vậy sai. À. Số 3 nói. Có tất cả 310 mặt đơn chứa nitơ 14. Có phải là 310 hay không nhá? Em thấy là 150 đứa này nitơ 14, nitơ 14 mà em đã có 300 cái mặt nitơ 14 rồi. Em cộng thêm 10 cái mặt nitơ 14 ở trên đây nữa thì đúng thật là 310 thật. Vậy cái này đúng. Rồi, số 4 nói có 10 phân tử ADN chứa cả 14 và 15. À, vậy có 10 đứa này đúng này em ha. À, vậy có phải chúng ta thấy là chúng ta có 3 cái đúng là đáp án C. Rồi bây giờ nha, bây giờ cái câu này á, cô cần ý kiến các bạn chứ nó không dễ như 5 câu đầu ha. Nếu các bạn đã hiểu được rồi thì các bạn hãy cho cô số 1 vào trong ô chat nè. Tất cả các bạn đang có mặt ở đây nhá. Nếu các bạn hiểu câu 6, cô giải theo cái lối là hiểu lý thuyết để chất đáp án ha. Các bạn hiểu nó rồi cho cô số 1 vào ô chat. Thì cô thấy đủ số 1 rồi thì cô sẽ chuyển qua cô hướng dẫn là vậy mình dùng công thức là mình dùng như nào. Ừ. Cô thấy có một bạn là đề nghị cô nói lại tại vì cô nói nhanh quá bạn không có kịp hiểu. Bây giờ cô nói lại và cô nói với tốc độ chậm hơn một xíu nữa nha. Để cô nói lại nhưng cô nói chậm chậm hơn một xíu xíu nữa. À, bây giờ các bạn coi nhá. Theo cái luật mà nhân đôi ADN để cô vẽ, cô nhiều khi cô vẽ chơi vui nhưng mà nó lại có ích với các bạn. Theo cái luật mà nhân đôi ADN á, giả sử như này mình có một cái ADN ban đầu nó có hai mặt như này này ha, cô vẽ nó hai mặt nè. Thì khi nó nhân đôi thì cái mặt màu xanh bên ngoài này nè, nó làm khuôn ha, nó làm khuôn. Để nó ráp thêm một cái mặt mới vô. Ha, cái mặt xanh bên ngoài này làm khuôn nè. Xong rồi nó phải dùng những cái gọi là những cái nguyên tử của cái nội bào của cái môi trường trong tế bào để nó ráp mặt mới vô. Thì giờ cái mặt mới ráp vô này, cô vẽ thành màu đỏ này, cái mặt mới ráp vô này đó. Vậy thì bây giờ giả sử như cái mặt màu xanh này nó chính là cái mặt nguyên thủy, mà cái mặt nguyên thủy này nó chứa nitơ 15. À, rồi. Thế thì trong cái bài này đề nói với mình là có 5 phân tử ADN được đánh dấu nitơ 15 ở cả hai mặt đơn. Như vậy là ta có 5 phân tử mà ban đầu hai mặt của nó đều là nitơ 15 như này. Nên cô ghi là 5 đứa nitơ 15, nitơ 15. Tức là cô vẽ này gọi là cô vẽ minh họa thôi. Còn thực tế đây là mình phải hiểu này, nó có hai cái mặt rất là dài và mặt nào cũng được cấu tạo từ nitơ 15 như này nè. À, sau người ta bỏ nó vào cái môi trường mà chỉ có nitơ 14 để cho cái ADN này nó nhân đôi. Vậy thì có phải là cái mặt mới rép vào đây này, cái mặt màu đỏ rép vào là cái mặt này nó phải chứa nitơ 14. Chưa? Vậy nếu nó nhân đôi thêm lần nữa em nhá. Cái này là cô mới là nhân đôi, đây là nhân đôi lần thứ 1 này. Bây giờ nó nhân đôi thêm lần nữa là nhân đôi lần số 2 này nha em nha. Thì có phải cái mặt màu xanh này nèm khuôn à, mặt màu xanh nèm khuôn. Thì bởi vì cái môi trường nó đang ở cái môi trường mà nó bị đưa vào là cái môi trường chỉ chứa nitơ 14 cho nên cái mặt nèm khuôn là mặt màu xanh. Thì cái mặt mới rép vào nó phải là mặt 14, là mặt màu đỏ là mặt mới rép vào ha. Xong cái mặt đỏ này làm khuôn tiếp nha. Cái mặt đỏ này làm khuôn này thì mặt mới rép vào cũng chính là nitơ 14. Cái mặt đỏ này làm khuôn nè. Thì cái mặt mới rép vào nó cũng chính là nitơ 14. Cái mặt xanh này làm khuôn ha.
cái mặt nitơ 15 này nè, khuôn nè, rồi lại phải mặt mớ rét vô, à, mặt mớ rét vô. À, và chúng ta vẽ tiếp mà thế hệ số 3, thế hệ số 4, thế hệ số 5, thế hệ số N, thì cho dù mình vẽ bao nhiêu thế hệ thì chúng ta cũng thấy được rằng là cái số lượng ADN mà nó có một cái mặt khuôn á, nó là cái mặt cũ này, nó là cố định, là cố định nè. Thì có phải cái mô hình mà cô vừa vẽ này, cô không phải là cô vẽ cho 5 phân tử mà cô chỉ vẽ cho có một phân tử thôi à. Cô vẽ cho một phân tử thì cái này nó nèm khuôn, này nèm khuôn. Còn nếu cô vẽ cho 5 phân tử thì các bạn hình dung này, các bạn phải lấy cái này nè, các bạn lặp lại 5 lần. Được chưa? Vậy cô quay trở về cái sơ đồ này ha các bạn nha. Có phải cô có 10 cái mặt khuôn nitơ 15? Tức là cô có 10 cái sợi màu xanh ở ban đầu này ha. Thì có phải cô sẽ tạo ra được 10 phân tử mà một mặt này nó vẫn giữ là nitơ 15. Còn lại mặt mới rép vào là nitơ 14. Nè. Xong rồi bây giờ ta tính thử coi là có bao nhiêu, tại vì mình đâu có biết nó đã nhân đôi bao nhiêu lần, để đâu có nó đã nhân đôi bao nhiêu lần, là nó trải qua không biết bao nhiêu thế hệ nữa, mà thế hệ thứ N lận á ha. Thế thì lúc đấy cái số lượng phân tử mà nó toàn này, cái nitơ 14 này này, nó là bao nhiêu? Thì chúng ta làm rất đơn giản, chúng ta chỉ cần lấy cái tổng, chúng ta trừ đi số lượng ADN mà nó còn mặt 15 ở đây, thì còn lại là 150 cái phân tử ADN mà toàn là mặt 14 mà thôi. Đấy, vậy được chưa nào? Vậy là sơ đồ này chắc mình hiểu rồi. Nếu mà sơ đồ này mình hiểu rồi thì mình ngẫm nghĩ bốn đáp án này rất là nhanh ha. Và bây giờ cô đợi câu trả lời của hai bạn đã đề nghị cô hướng dẫn lại nhé. Nếu em hiểu rồi thì hãy cho cô số 1 vào ô chat. Em chưa hiểu tiếp tục hỏi cô. Cô rất vui bởi vì hai bạn cùng hiểu rồi ha. Rồi ok ha. Như vậy nha các bạn nhá. Khi các bạn cứ gặp cái bài toán mà nó cứ đánh dấu 15, đánh dấu 14 thì các bạn chỉ cần hiểu được vấn đề như cô vừa nói, xong các bạn vẽ sơ đồ này ra thì các bạn trả lời được. À, cô chắc chắn luôn. Thế nhưng vậy còn cái công thức để làm gì ha các bạn ha? Các bạn biết là càng ngày á, thì cái xu hướng mà bộ hỏi những cái câu mà các bạn cần đến công thức giải nhanh là hầu như không có nữa rồi đó. Cho nên cái bộ gọi là cái bộ bí kíp sinh học của cô á, là cô để đấy, là để secure thôi á. Ha. Nhưng mà cái công thức nó sẽ phù hợp và nó sẽ có ích cho những cái bạn nào mà nó thuộc về cái loại là mình có trí nhớ rất là tốt và các bạn muốn là tốc độ siêu nhanh ha, thì các bạn cứ ráp công thức vào là các bạn tính. Thế bây giờ cô xóa đi cái cô xóa tất cả mấy cái nãy giờ cô vẽ này nha. Khoan nãy để cô chụp ảnh rồi đấy. Cô cảm thấy là cái chỗ phương pháp này chả để làm gì ha, xóa luôn. Rồi ha, cái sơ đồ hồi nãy này cô để đây cho các bạn đó. Rồi bây giờ nha, chúng ta sẽ làm tiếp một cái gọi là, vậy nếu chúng ta dùng công thức thì chúng ta làm như nào các bạn ha? Là dùng công thức thì các bạn coi lại công thức, về cái bộ công thức này. Ở trong quá trình copy công thức nó bị mất cái chỗ này, nó là cái mũ em ơi. Các bạn ơi để cô ấy lại đi các bạn ha. Công thức mà xe thì các bạn chờ cô xíu xíu thôi nha, cô copy lại công thức mà nó có mũ đàng hoàng. À, cô dùng phương pháp chụp ảnh là cho vừa nhanh mà vừa không bị cái kiểu đó ha. Nó tự nhiên nó không phải mũ mà nó là cái số dưới, cái em tưởng 2 nhân k thì chết mất. Đấy, bây giờ nếu mà em dùng công thức nhá, thì cái công thức là như này. Có A phân tử ADN được đánh dấu nitơ 15. Tiến hành nhân đôi K lần trong môi trường chỉ có nitơ 14.
thì số phân tử ADN chỉ chứa nitơ 14 là A nhân 2 lý thừa K trừ đi 2. Số phân tử ADN chứa một mặt nitơ 15, một mặt nitơ 14 thì công thức là 2A. Được chưa? Bài này chúng ta chỉ cần tới đây thôi, chúng ta khỏi cần đọc khúc sau làm gì ha. Đấy. Tiếp. Vậy chúng ta quay trở lại, chúng ta giải bài này theo công thức thì chúng ta giải nó như nào nhá? Có phải này, chúng ta coi nè, số phân tử ADN sau nhân đôi là 160. Vậy số lần nhân đôi là 5. Không biết chỗ này các bạn có hiểu không ha? Bây giờ cô muốn hỏi là cái dòng mà cô tô màu xanh lè này này các bạn có hiểu không ạ? À? Cái dòng tô xanh lè này bạn nào hiểu rồi cho cô số 1, rồi bạn nào chưa hiểu thì gõ chữ K vào ô chat cho cô nào. Rồi các bạn ha. Thế chỗ này á là cô sẽ làm nó chậm hơn một tí nhá. Theo công thức của mình á thì nếu mà ban đầu mà ta có A phân tử ADN à cùng nhân đôi K lần thì ta thu được là A nhân 2 lũy thừa K chúng ta có cái công thức này, cô vừa gõ lại công thức này nè. Ban đầu mình có A phân tử ADN cùng nhân đôi K lần thì ta thu được là A nhân 2 lũy thừa K phân tử ADN. Vậy bây giờ nha, đề cho mình là ban đầu ta có 5 phân tử. Đề nha. Ban đầu ta có 5 phân tử, vậy cô lấy số 5. Vậy cô cho nhân với 2 lũy thừa K ha. Đấy. Thì có phải là chúng ta bằng được 160 không? Tại đề nó là sau quá trình nhân đôi ta thu được 160 phân tử ADN mặt kép. Từ đó chúng ta giải cái phương trình thôi. Đó, giải phương trình ta được K bằng 5. Thì bạn hồi nãy mới gõ chữ K thì gõ lẹ cho cô. Nếu em hiểu rồi thì gõ lẹ số 1 giúp cô nào. Rồi ok ha, chúng ta tiếp thôi. Hả? Vậy sau khi chúng ta đã xác định được số lần nhân đôi của ADN ban đầu là 5. Đấy và ta có K là 5 ha, vậy chúng ta có phép biểu số 1 nha. Phép biểu số 1 này ta dùng công thức chỗ nào vậy? Phép biểu số 1 nói có tất cả 150 phân tử ADN chỉ chứa nitơ 14 là chứa toàn là mặt mới ha. Vậy số phân tử ADN chỉ chứa nitơ 14 là A nhân 2 lũy thừa K trừ 2 theo công thức ạ. Đi chú đi thế giờ cô ghi lại nha các bạn, là nhiều lúc cô ghi tắt đấy em. Để cô làm lại nha, cô viết lại là A này, số 5 này. Các bạn chờ cô một phút nha, cái con bé nhà cô nó hơi làm phiền tí, một xíu xíu thôi cô bắt đầu tiếp.
Rồi cô quay lại rồi các bạn. Nè, bây giờ cô bỏ vào đúng công thức thôi nhá. Này A này nhân 2 lũy thừa K ha. Vậy nhân 2 lũy thừa K của mình bằng 5, vậy ghi 2 lũy thừa 5. Xong rồi trừ đi 2 đóng ngoặc lại. À, vậy có phải bằng 150 chưa nào? Các bạn có thể dùng máy tính các bạn chép lại thử giúp cô nha. Vậy thì phép biểu 1 đúng. Đúng cô. Sao nó không ra hả? Dạ đúng À, đúng, cô. ok, cảm ơn em nha. Cho Bây 150. giờ ok ha. Tiếp. Số 2 nói số phân tử Eden con chứa nitơ 15. Chứa nitơ 15 có nghĩa là cái phân tử Eden mà một mặt là nitơ 15, một mặt là nitơ 14 đây nè. À, hay là đề còn dùng một từ là phân tử Eden còn chứa nitơ 15 là 2 nhân A ha. Này 2 nhân A này ở đây cô lấy 5 cô bỏ trước thôi ha. 2 nhân A chờ phải bằng 10. Sai ha. Đề nó nói 5 thì sai. Xong cô B nó nói có tất cả 310 mặt đơn chứa nitơ 14. Thì số mặt đơn chứa nitơ 14 ha. Thì các bạn phải tính là bạn có tất cả là 160 phân tử. Có phải đề nói mình có tất cả 160 phân tử không? Thì mình nhân đôi lên thì mình sẽ có được là 320 mặt tất cả, mà em phải trừ đi 10 cái mặt nitơ, 10 cái mặt nitơ mà nitơ 15 ban đầu á. Thì ban đầu em có 5 phân tử chứa nitơ 15 mà, thì em có 10 cái mặt, và em trừ đi cái đó thì em được 310 mặt đơn. À, về số 4 thì ta tính rồi, ta tính ở ở chỗ số 2 rồi nè, nên ta thấy số 4 nó đúng. Đó. Vậy bây giờ này giải bằng công thức ha. Cái bài giải này giải bằng công thức. Giải bằng công thức, các bạn hiểu nó rồi thì các bạn cho cô số 1 nào. Cô mới thấy có hai số 1 này, các bạn khác này ha. Gõ đi đỡ buồn ngủ các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn ha. Chúng cô tiếp với câu số 7 đây. Câu 7 ha. Quan sát một hợp tử của một loài động vật đang thực hiện nguyên phân. Thì số tế bào mà có ở kỳ sau của lần nguyên phân thứ 3. À, thì bây giờ em hình dung như này nè. Người ta hỏi ở lần nguyên phân thứ 3 có nghĩa là cái tế bào này nó mới nguyên phân có 2 lần là xong mà thôi. À, vậy thì số tế bào ta có sẽ là 2 lũy thừa 2, tại vì nó mới nguyên phân xong 2 lần à. Và công thức của mình là như này nè em. Công thức giống y chang cái công thức hồi nãy luôn á. À, là từ A tế bào cùng nguyên phân K lần thì ta thu được A nhân 2 lũy thừa K tế bào. Đó, đây là công thức ha. Vậy thì bây giờ có phải là ở đầu tiên ta có một tế bào à? Vậy A là một ha, một. Mà ở đây đề hỏi số tế bào có ở kỳ sau của lần nguyên phân thứ ba, tức là lần nguyên phân thứ ba chưa xong, thì ta mới tính là ta đã xong hai lần nguyên phân này thôi. À, vậy thì K của mình là bằng 2 thôi. Nên ta thế bào là 2, là 1 x 2 lũy thừa 2 bằng 4 tế bào. Còn nếu mà mình vẽ ha các bạn ha, vẽ này có phải là ban đầu em chỉ có một tế bào không? Cái nó nguyên phân lần số 1 ha, nguyên phân lần số 1 em thu được hai tế bào con. Nguyên phân lần số 2. Nguyên phân lần 2 nha, thì một tế bào này là chia đôi là ta được hai tế bào nè. Và cái này là chia đôi nữa ta được hai tế bào nè. Còn cái lần nguyên phân số 3 ha, cái này nó đang thực hiện nó mới đang ở kỳ sau thôi. Chứ nó đâu đã xong, tức là bốn cái tế bào này này nó vẫn đang ở cái giai đoạn là phân ly nhiễm sắc thể về thôi ha,
chứ nó đâu lẽ xăng đâu. Rồi ha. Thế bạn nào cảm thấy câu 7 này ok, mình hiểu rồi á, thì mình cho câu số 1 về ô chat nào. Ok chúng ta tiếp tới câu 8 các bạn ha. Khi nói về hô hấp ở thực vật thì phát biểu nào sai? Biểu sai nhá. Thì phát biểu A nó đúng rồi. Biểu B này nó sai, nó phải là tỷ lệ thuận nó mới đúng, phải tỷ lệ thuận mới đúng. Là chúng ta hiểu là càng nhiều nước thì hô hấp càng mạnh, cho nên nó phải là tỷ lệ thuận. Câu C thì nói đúng và câu D nói đúng. Cô vừa mới nhận được một cái câu hỏi là nếu K có nói kỳ sau, nếu không có nói kỳ sau thì K bằng 3 lần hả cô? Thật không biết cô hiểu ý đúng ý không chưa nào. Nếu không có nói kỳ sau thì K bằng 3 lần hả cô? Quay trở lại câu đó nhá. Thì bây giờ thì cô copy một bản nữa em nha. Đây các bạn ha. Câu này gọi là câu 7 phẩy đi ha. Giả sử như bây giờ đề nói nè. Bây giờ nếu mà bỏ mỗi chữ kỳ sau đi thôi ha. Đây, nếu mà ta bỏ mỗi cái chữ kỳ sau đi thôi thì nó bây giờ nó trở thành câu hỏi là số tế bào có ở lần nguyên phân thứ ba thì vẫn là đáp án 4 tế bào. Có ở lần nguyên phân thứ ba tức là có tham gia vào lần nguyên phân thứ ba thì đáp án vẫn là 4 tế bào. Giờ cô copy thêm một câu 7 phẩy nữa nha. Câu 7 phẩy phẩy nữa nha. Thì bây giờ nếu mà để đổi này nè, số tế bào thu được sau 3 lần nguyên phân thì đáp án của mình là 8 tế bào chứ không phải là 4 nữa. Nó phải đáp án là 8 ha. Rồi, bạn đặt câu hỏi. Nếu mà em hiểu rồi thì em cho cô một số 1 để cô nói tiếp. Ha, rất cảm ơn các câu hỏi của các bạn. Chúng ta tiếp nhé. Câu 8 là nếu ai hỏi gì hãy hỏi nha. Cô tua tiếp nè. Loài động vật trao đổi bằng ống khí là con gián, tại vì côn trùng nó hô hấp bằng ống khí. Còn thủy tức là hô hấp qua bề mặt cơ thể. Con trai ở dưới sông, chứ không phải là bạn nam ha. Con trai dưới sông á là hô hấp bằng mang. Con giun đất này hô hấp qua bề mặt cơ thể. Câu 10, khi nói về trao đổi nitơ ở thực vật thì phát biểu nào sai? Phát biểu sai thì câu A, câu B, câu C nó đúng. Nhưng mà cái câu D nó sai, tại vì cái quá trình mà biến NH4 cộng thành NO3 trừ á thì nó không phải là nó gọi là khử ni chết mà nó gọi là ni chết hóa, có nghĩa là biến thành ni chết. Cái thằng này nó biến thành thằng này mà cái thằng này có tên là ni chết à, cho nên đây gọi là ni chết hóa, là hóa thành ni chết á. Câu 11 luôn nha. Câu này thì cần suy luận nè, cho nên câu này cô sẽ nói nhiều hơn một tí ha. Câu 11, cái cơ thể của loài thực vật ta xếp ba cặp nhiễm sắc thể tương đồng và ta ký hiệu là E lớn E nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ. Cái nó thực hiện quá trình nguyên phân. Thì ở một số tế bào, giả sử một nhiễm sắc thể A của cặp E lớn E nhỏ không phân ly thì hỏi các tế bào con nó không thể có cái thành phần nhiễm sắc thể là cái gì?
À, thì giờ cắt giải nhá, ta vẽ lại cách kỳ của quá trình nguyên phân dựa trên đề bài yêu cầu. Mà nếu đề bài này nó đổi khác đi ha, nó đổi khác đi thì mình cứ nó mô tả cái gì thì mình vẽ như vậy thôi, cái quy tắc rất đơn giản. Cho cái bé lại đi. À, bây giờ các bạn coi cô vẽ nhá. Mà cô vẽ thì cô không có vẽ đầy đủ, vẽ đầy đủ thì nó lâu và nó mệt lắm, vẽ nghe vẽ những cái mốc quan trọng thôi. Thì có phải cái tế bào ban đầu mình là cái tế bào như này nè. À, nó có một chiếc E lớn với một chiếc E nhỏ. Cô không có vẽ B với D em nha. Tại sao cô không vẽ BD? Tại vì B với D là nó phân ly bình thường rồi, vẽ làm gì? Đề chỉ nói có mỗi cái E này nó không phân ly thôi, cho nên cô vẽ mỗi thằng E thôi ha. Vậy thì đầu tiên E lớn nhân đôi thành 2E lớn, E nhỏ nhân đôi thành 2E nhỏ. Nếu mà nó phân ly bình thường ha, thì em nhớ cho cô cái luật là nếu nó phân ly bình thường thì hai cái E lớn này mỗi đứa đi về một bên và hai cái E nhỏ này mỗi đứa đi về một bên. Đấy là phân ly bình thường. Nhưng ở đây đề nói này, E lớn của cặp E lớn E nhỏ không phân ly. À, vậy bây giờ này, hai cái đứa E lớn này nó đi về một bên. Và hai cái E nhỏ này và cái E nhỏ này nó mỗi đứa đi về một bên. Nha. Trường hợp số 2 là hai đứa E nhỏ nó không phân ly ha. Hai đứa E nhỏ nó không phân ly, hai đứa E lớn mỗi đứa đi về một bên. Rất xin lỗi, chỗ này cô bị dư một tí, cô tẩy đi em nha. À, hình vẽ này đã khóa rồi không tẩy được, rất xin lỗi. Vậy cô gạt bỏ nó đi ha em nhé. Không có cái này, không có cái này, cô bị nhầm á. Đề nói như này nha, giả sử một nhiễm sắc thể A của cặp E lớn E nhỏ không phân ly, thì có đề nó dùng in hoa nó nói thôi, nhưng mà mình hiểu là hoặc là E lớn hoặc là E nhỏ nó không phân ly. Thì trong trường hợp E lớn không phân ly thì em thu được hai tế bào như này, và giả sử E nhỏ nó không phân ly thì em thu được hai tế bào như ở dưới đây. À, vậy bây giờ đề nói là các tế bào con không thể có cái thành phần nào, thì có phải không thể có đứa nào mà ba chữ E nhỏ không? Em đâu có thấy cái đứa nào thu được vào ba cái chữ E nhỏ đâu. Còn ví dụ như B là có nè, E lớn E nhỏ này, cái chỗ này đúng chưa? Đây nè. Đây. Còn như cái C này nè, cái C này là tế bào bình thường. À, em thấy đây là tế bào bình thường, nó nguyên phân mà nó thành. Bởi vì đề nói là chỉ có ở một số tế bào nó mới bị bất thường như này thôi. Còn những tế bào nào phân ly bình thường thì nó phải chở có cái bộ nhiễm sắc thể như cái cũ. À, còn cái đứa này cũng có, nó ở đây nè em. Đây. Thấy được chưa? À, vậy thì chỉ có cái này là không thể có thôi. Rồi, câu 11, nếu các bạn đã hiểu, các bạn cho cô số 1 nè. Theo như cô hiểu em ơi, hồi nãy cô có giải thích rồi á, theo như cô hiểu thì khi mà đề nó viết như này nè, nó kêu là ở một số tế bào giả sử một nhiễm sắc thể ALE. Ở đây ta không đọc là E lớn, là một nhiễm sắc thể A, nhưng tại nó y in hoe thôi. Giả sử một nhiễm sắc thể A của cái cặp A nó không phân ly. Tại vì nếu như mà nó muốn chỉ định là cái A lớn này không phân ly á, thì nó đã không có cái số 1 này ở đây. Nếu mà muốn chỉ định là chỉ có A lớn mới không phân ly ha. Có nghĩa là chỉ có cái trường hợp trên này thôi á. Chỉ xảy ra mỗi cái trường hợp trên này thôi. Thì nó đã bỏ cái số 1 này đi rồi. Nó đã nói rằng ở một số tế bào giả sử nhiễm sắc thể A lớn của cặp A lớn A nhỏ không phân ly rồi. Nhưng tại ở đây nó có thêm chữ 1. Thì cô hiểu rằng á là cái chữ A này là nó ghi đại diện cho một cái A nào đấy thôi. Nhưng mà chẳng qua nó dùng chữ in hoe nó ghi. Thì có nghĩa là nếu mà nó kỹ ra thì nó phải ghi là A lớn hoặc A nhỏ của cặp A lớn A nhỏ không phân ly á. Ý là nó là như vậy á.
Rồi như vậy cô quen nhé các bạn nhé. Cô chờ các bạn thêm 1 phút nữa nào. Các bạn hiểu rồi cho cô số 1 đi. Cô mới nhận được có 3 số 1 à. Không phải có 1 số 1 chứ làm gì tới 3. Mới có 1 số 1. Số 1 số 2 đã xuất hiện. Số 1 số 3 xuất hiện. Ôi, đời em khác một chút. Rồi em cho số 1. Ok các bạn ha, cô tiếp tục đây. Tiếp tục câu 12 nha. À, cái câu này á, thì hồi nãy mình vừa mới ôn lại cái dụ giảm giảm phân mà ha. Chắc là nó sẽ dễ với các bạn đây. Rồi, cô dừng 1 phút cho các bạn đọc đề ha, sau đó cô sẽ giải. Rồi cô bắt đầu giải nha. Thì á, khi mà mình giải mấy cái bài như này á, thì mình phải để ý là cái loài mà đề cho á, cái con đực này cái con gì và cái con cái nó là cái con gì. Bởi vì con đực nó giảm phân khác con cái. À, vậy thì bài này là bài cho con gà. Em phải để ý cho cô này, con gà ha. Thế thì một cơ thể có kiểu gen A lớn E nhỏ X, B lớn Y, mà con gà mà có cặp nhiễm sắc thể giới tính mà X, Y á, thì nó lại là con gà mái. Đấy, em có thấy ở đây cô ghi không? Ở gà nè. Cái con X, Y nè, con gà mái. Vậy khi một tế bào của con gà mái nó giảm phân thì nó vẫn tạo 4 tế bào con. Nhưng mà trong 4 tế bào con đấy nó chỉ có một tế bào nó trở thành gieo tử, tức là có một tế bào nó trở thành trứng thôi, còn 3 tế bào nó phải bị chết đi đấy. Vậy thì vậy rõ ràng số 1 với số 2 nó sai, bởi vì nó chỉ sinh được có một loại gieo tử thôi. Nó có một gieo tử thì chỉ là một loại, không thể nào mà nhiều loại được, cho nên số 1 số 2 nó sai. À, số 3 nó cũng sai luôn, tại vì nhá, nếu cái gieo tử nó là gieo tử AI chẳng hạn thì cái tỷ lệ nó phải là 100%, còn nếu cái gieo tử đấy nó không phải là AI thì nó không có AI thì 0%, cho nên nó không có trường hợp nào mà được 25% cả, nên số 3 sai luôn. Số 4 nè, số 4 là tương tự như vậy thì sinh ra cái gieo tử này hoặc là nó có Y hoặc là không có Y, có nghĩa là hoặc là 100% hoặc 0%, chứ không thể nào là 50% được, vậy nó sai luôn. Và câu 5 là nó đúng, tại vì nếu mà gieo tử là E nhỏ x B lớn thì có một mình nó thôi thì gieo tử này phải chiếm 100%, vậy đáp án là câu C. Rồi ha, nếu các bạn hiểu câu 12 rồi các bạn cho câu số 1. Nhé, để đâu con ngủ nhé. Để đâu con ngủ. Đâu mà ổn dữ sao vậy ôi. Chứ không phải là buồn ngủ đâu đấy.
Ờ, ghét lên mẹ đi. Mẹ mắc mùng là mẹ bế con vào nhá. Em vẫn là mẹ ru nè, được không? Vẫn mẹ ru Mượn ngủ. Không, đây là không có chi đúng không? Không nhức đầu rồi, con sẽ ngủ. Tóm lại là câu này chỉ có 0% hoặc 100% thôi đúng không cô? Có nghĩa là mình hiểu như này nè em. Giờ cô copy, cô vẽ đi ha. Em thấy là cái kiểu gen ban đầu đề cho của mình đó là e lớn e nhỏ x b lớn y, thì có phải là nó sẽ giảm phân ra được bốn loại khác nhau, hoặc là e lớn đi với x b lớn chưa, hoặc là e lớn nó đi với y, hoặc là e nhỏ nó đi với x b lớn. Rồi, hoặc là e nhỏ nó đi với y. Đấy, có nghĩa là với kiểu gen này thì mình sẽ thu được một gen tử mà nó là một trong bốn cái loại này. Vậy thì mình phải để ý đề nó hỏi mình là cái gen tử gì để mình trả lời. Để mình trả lời nó là 0% hay là 100% chứ đâu có phải là nó luôn là 100 hay là không được em. Mình phải để ý cái câu để nó nói. Ví dụ đề nó bảo cái kiểu gen này mà lại tạo gen tử e nhỏ b nhỏ như này chẳng hạn ha, thì làm gì có được gen tử này, thì gen tử này luôn luôn là 0% rồi, đâu có được chưa. Ha. Rồi, vậy là cô đã nhận được số 1 đầu tiên. Không, hai số 1 rồi ha. Cô có hai số 1 rồi. Cái này là Ừ, chặn nó đi em. cái bài này thì ít y nó là đại diện cho con cái, nó là con gà, nó Ừ. khác con người. Đúng rồi. Và thật sự nên nó tế bào nó giãn phân thì nó vẫn tạo ra bốn tế bào con như bình thường, nhưng chỉ có một tế bào mà nó trở thành giao tử thôi, còn Ừ. mấy cái ba tế bào còn lại thì nó giống như là nó bị thải hóa, Ừ, đúng rồi đó, đúng rồi. nó chỉ có tạo ra một quả cây hoàn chỉnh thôi, Ừ. tạo một chỉnh. Chuẩn, chuẩn. Hiểu đúng rồi đó. Còn con địch thì nó vẫn tạo thì nó tạo ra nhiều À, tinh con trùng, đực á, thì nó tạo bốn tế bào và cả bốn bốn tế tế bào bào đấy đều là bốn tinh trùng luôn. này, có nè, tạo ra con định này tạo ra bốn tế bào mà cả bốn tế bào trở thành tinh trùng luôn, còn con cái thì chỉ có một trong bốn tế bào mà hành chỉnh thôi, thành giao tử. Đúng rồi.
Rồi, ok, cô đã nhận thêm được hai số 1 nữa. Nhưng mà cô vẫn thấy có bạn vẫn còn chưa hiểu ha. Thế nếu mình hiểu rồi thì mình số 1 đi, và nếu mà mình vẫn chưa hiểu ấy thì mình hoặc là bật mic lên hỏi giống như bạn Trọng hồi nãy đó ha, hoặc là em gõ câu hỏi vào ô chat ha. Cô nhận được thêm một số 1 nữa nhưng mà vẫn là một bạn à. Thôi cô tiếp tục nha. Thế nếu như mà ngày mai hay tối nữa, hay tối hay là 2 ngày nữa hay là lúc nào đó, các bạn cần hỏi lại, các bạn hãy cứ hỏi nha. Chúng ta tới câu 13. Thì thoát hơi nước qua cutin có vận tốc nhỏ không được điều chỉnh. Còn thoát hơi nước mà qua khí khổng thì vận tốc lớn và được điều chỉnh ha. Câu 14. Cái loại nu mà không phải là đơn phân của ADN thì u là u. Bởi vì ADN được cấu tạo chỉ 4 loại ATGX thôi. Tới câu 15. Rồi câu này lại phải chậm chậm lại nữa nè các bạn. 15 nha. Thì khi mà mình đọc câu 15 thì mình thấy câu này có liên quan đến hai gen là gen A với gen B. Và đề cũng nói luôn là hai cái gen này á nó nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau, cho nên tụi nó sẽ phân ly độc lập. Và đề hỏi mình là có bao nhiêu phép Lai cho đời con có tỷ lệ kiểu hình là 1:1. À, vậy bây giờ cách mà mình giải nó nè. Thế thì để mà đời con có tỷ lệ kiểu hình là 1:1 mà ở đây ta có hai gen, cho nên cô mới phân tích cái 1:1 này làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là số 1 nhân với số 1:1, và trường hợp thứ hai là 1:1 nhân 1. Tại vì mình hiểu đơn giản là vì bài này hai gen cho nên mình phải phân tích cái tỷ lệ 1:1 là ra hai thừa số, thì cách thứ nhất là 1 nhân với nó và cách thứ hai là nó nhân 1. À, vậy vì trường hợp thứ nhất, đây là trường hợp 1 nhé. Cái tỷ lệ 1:1 sẽ bằng 1 nhân với chính nó. À, thì ý của mình á, là đối với gen A thì ra ra đồng tính 100%. Thì để mà gen A ra đồng tính 100% thì cô liệt kê được 4 phép Lai như cô viết. Và cái gen B là ra tỷ lệ 1:1 thì cái gen B chỉ có 1 phép Lai mà thôi. À, rồi tiếp tục. Như vậy lúc này cô ghép nha, cô ghép gen A với cô ghép gen B thì số phép Lai của mình nó được tính bằng công thức là lấy tổng nhân tổng cộng với khác nhân khác. Rồi vậy bằng này tổng nè. Gen A của mình tổng có 4 phép Lai ha, 1 2 3 4 để viết 4. Gen B có 1 phép Lai thôi để viết 1 cộng với khác nha, khác. Khác là ý nó đến những phép Lai mà hai bên bố mẹ khác nhau. Ví dụ A lớn Lai với A lớn thì hai bên bố mẹ này giống nhau cho nên ta không tính nó thuộc về cái khác. Ha. Còn cái phép Lai A lớn A nhỏ là hai bên bố mẹ khác nhau cho nên ta tính nè, và ta có hai phép Lai như vậy nên ta ghi số 2. Gen B này hai bên bố mẹ khác nhau và ta có một phép Lai, ta ghi số 1, vậy nhân vô ha. Thì vậy thì tổng số phép Lai thu được cho trường hợp 1 theo đúng công thức ta vừa thành lập được thì được 6 phép Lai. Trường hợp 2 ta làm ngược lại, 1:1 thì bằng 1:1 nhân 1 và ta làm ngược lại thôi và ta được 6 phép Lai nữa. Tổng số phép Lai là 12, chúng ta chọn D. Thế thì nếu mà bạn nào mà mình cần nè, mình cần học lại cái chỗ mà cái số phép Lai này cho nó thật là bài bản ha các bạn ha. Thì các bạn lại vô khóa học thôi. Để cô xem lại thử coi là cái link đấy nó đang còn đàng hoàng không. Thì còn thì cô chỉ cho các bạn nè. Còn không thì để cô sửa xong rồi hồi cô nhắn tin lại cho các bạn nha. Rồi, nếu mà các bạn hiểu rồi, các bạn cho cô số 1 đi các bạn.
À, cô thấy có một bạn ghi là cô ơi cô TH1 là cô không hiểu ý em muốn hỏi cái gì ha, hoặc là em bật mất đi để cô hiểu ý em. Trường hợp 1, cái số 1 đầu tiên là của gen A hay gen B vậy cô? Cái trường hợp 1, 2 chấm à, cái số 1 đầu tiên này là tên của cái trường hợp, 2 chấm. Tỷ lệ 1:1 là tỷ lệ đề cho được phân tích bằng số 1 nhân với 1 nhân 1. Thì cái số 1 này á, cái số 1 đầu tiên này nè, là tỷ lệ của cái gen A, xong nó ngăn cắt bởi dấu nhân nè. Và cái tỷ lệ 1:1 viết sau là y nó đến cái gen B. Rồi các bạn nhé, thì trong lúc mà chờ các bạn á, thì cô share lại cho các bạn cái chỗ này để cô chỉ cho các bạn cái chỗ nha. À, trong danh mục bài giảng của cô ở sheet 1 ha, thì các bạn thấy bài số 9 là trong cái tài liệu cơ bản này các bạn ha. Mở tài liệu cơ bản này ha, bài số 9 này ha. Thì các bạn kéo xuống. Các bạn sẽ thấy là ở dưới đây cô đã cho các bạn rất là nhiều những bài tập tính số phép like chưa? Từ cái ví dụ 11 trở đi là những cái ví dụ về tính có bao nhiêu phép like ở trong loài. À, và cô đã cho các bạn rất bài bản từ bài dễ đến bài khó. Vậy thì cái video hướng dẫn cho các bạn ở đâu ha? Thì video của các bạn có hai video nè, bài số 9 với bài số 2, thì cô nghĩ rằng là phần 2 ấy, hoặc là cuối phần 1 này ha. Phải các bạn lướt vào các bạn học lại cho nó bài bản. Rồi, ta quay trở lại bài mình. Đấy. Nhưng mà trước mắt là nhiệm vụ là hiểu cho cô câu 15 này đã. Rồi bạn nào mà mình hiểu rồi cho số 1. Chưa hiểu hãy hỏi đi để cô biết đường cô chỉ cho các bạn ha. Trời ơi, giờ cô mới thấy được một tin nhắn của bạn GH. Từ đầu tới giờ trải qua 15 câu tới 15 tới câu số 15 thì GH mới hiểu bài hả GH? Rồi ok ha, ok.
Rồi các bạn ha, thật ra thì cô cũng không thể dừng quá lâu ha. Cho nên là vậy, nếu bạn nào mà mình vẫn đang còn lấn cấn câu 15 thì các bạn cứ tiếp tục ngẫm nghĩ. Rồi các bạn có thể hỏi cô sau, hoặc các bạn cái hồi nãy cô đã chỉ chỗ cho các bạn là học lại cái gọi là cái lý thuyết đầy đủ của nó ở chỗ nào rồi ha. Rồi các bạn có thể vô các bạn học lại để các bạn hiểu câu 15. Và chúng ta tới câu 16. Kết thúc giảm phân thì một tế bào sinh tinh tạo ra bốn con tinh trùng. Nào, câu 17. Cái tế bào nào của cây bằng lăng thì có chức năng hấp thụ nước từ đất thì tế bào lông vun. Thì tóm lại các bạn biết là cái thực vật mà nó sống ở trên cạn thì nó dùng lông hút để nó hấp thụ nước. Thì bây giờ đề có thể thay cây bằng lăng bằng bất kỳ cây gì trên cạn, cây chôm chôm, cây sầu riêng, cây hoa hồng, cây khoai tây gì đó ha, đều là đáp án là tế bào lông hút hết nha. 18. Khi nói về quang hợp thì phát biểu nào sai? Thì A, B với D đúng rồi. Chỉ có câu C là sai thôi. Tại vì không phải tất cả các sắc tố nó đều chuyển quang năng thành hóa năng được, mà chỉ có diệp lục A nó mới làm được điều này thôi. Còn mấy đứa như carotenoid thì nó không có chuyển cái quang năng thành hóa năng được, cho nên câu C nó sai. À, một câu hỏi. Câu hỏi này cô copy ra lại cô cho cả nhóm mình coi nha. Câu hỏi này bạn hỏi mình là còn cây ở dưới nước cũng là tế bào lông hút luôn à cô? Cái cây ở dưới nước nó làm gì nó có tế bào lông hút? Cái cây ở dưới nước như là cây sen, cây súng à. Không tin đi ra cuối trường mình á, có cái hồ cuối trường á, em nhảy xuống em nhấc cái cây hoa súng lên em soi thử coi nó đâu có tế bào lông hút. Mấy cái cây ở dưới nước nó không có tế bào lông hút em nha. Mà tất cả bộ phận nào nó ép vào nước là nó dùng hấp thụ nước hết. Ví dụ lá nó ép xuống nước, cái cây sen hẳn lá ép xuống nước, cây súng lá ép xuống nước là nó hút nước bằng lá luôn. Nói chung là cứ cái chỗ nào tiếp xúc với nước thì nó dùng chỗ đấy hút nước luôn nha, nó không có tế bào lông hút đâu. Ha, chúng ta tiếp. Câu 19. 19 dễ ha. Rồi cô dừng lại cho em đọc. Và ai hiểu câu 19 là cho cô số 1 đi ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Tiếp câu 20. Rồi, câu 20 ha. Khi mà đề nói mình á, cái loài nó có 8 nhóm gen liên kết, nghĩa là N của nó bằng 8. N của nó bằng 8 thì 2N sẽ bằng 16. Vậy thì ở kỳ giữa của nguyên phân thì bộ nhiễm sắc thể 2N kép, cho nên bộ nhiễm sắc thể là 16 chiếc kép, ta chọn A. Ở cái câu 20 này thì giờ chúng ta như này đi. A cảm thấy mình hiểu nó rồi thì mình gõ số 1. A cảm thấy muốn cô nói kỹ hơn câu 20 thì cho cô chữ K nào. Rồi ok. À, cô nhận được nhiều số 1 nhưng mà vẫn có hiện tại là có 3 chữ K cô nhận được. À, vậy bây giờ ha. Riêng cái câu này nè em thì cái quyển bí kíp sinh học của cô á
Nó lại là một cái thứ mà nó rất là đắc dụng cho các bạn đó các bạn. Vậy các bạn cho cô một tí ha, cô share lại các bạn ha, cô chỉ chỗ nha, ôn tập nha. Xong tới quyển bí kíp sinh học chưa? Bí kíp sinh học bấm vào ha. Bấm vô. Em mở nó ra ha. Rồi, kéo xuống chứ chiếu cho cô. Đây đây các bạn ha. Các bạn có thấy ở đây các công thức giải bài tập về nguyên phân? Được chưa? Thế bây giờ là trong cái này cô đã liệt kê cho các bạn hết kiểu mà đề có thể hỏi các bạn luôn rồi ấy các bạn. Rồi, ví dụ ở kỳ trung gian trước pha S thì số lượng nhiễm sắc thể là nhân 1. Nhân 1 tức là các bạn lấy cái số lượng để nhiễm sắc thể đề cho á, rồi các bạn nhân với số 1 nó ra nhiêu thì đáp án là cái đó. Và trạng thái nhiễm sắc thể là đơn, rồi vân vân ha, có phải cô liệt kê hết cho các bạn không? Và nếu các bạn kéo xuống thì cái giảm phân cô cũng làm y chang như vậy, cô liệt kê hết cho các bạn rồi. Nhiệm vụ của các bạn là các bạn ghi nhớ nó rồi các bạn làm. Vậy cô đọc lại cái đề nhá. Người ta nói nè, tế bào sinh dưỡng đang ở kỳ giữa của nguyên phân. Thế đề nó kỳ giữa của nguyên phân, vậy thì chỗ này các bạn để ý cho cô cái chỗ này này, thấy không? Để ý cái chỗ cô tô này. Số lượng nhiễm sắc thể là lấy số lượng nhiễm sắc thể đề cho ta nhân với số 1. Và trạng thái này kép. Vậy nhớ cái này ha, vậy giờ cô share trở lại cái file của mình nè. Cô share lại cái file đề của mình nè. Nha. Vậy có phải đề cho mình là 8 nhóm gen liên kết nghĩa là số lượng nhiễm sắc thể đề cho là 16. Thì đang ở kỳ giữa thì bộ nhiễm sắc thể là kép và nhân 1 ha, là em lấy cái 16 đó em nhân 1 thôi. Vậy bằng 16 kép là sao? Đáp án A. Thế thì với mấy bạn mà hồi nãy cho chữ K đó, bây giờ chuyển thành số 1 được chưa nào? Chuyển được rồi thì cho cô số 1 nha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn mà đã cho cô số 1. Tiếp thôi. Tiếp hả? 21. 21 thì nó dễ ẹt luôn đấy ha. Cho nên ở đây nó định mặt góc xong hỏi mặt bổ sung thôi mà ha. Rồi vậy A hiểu câu 21 rồi cho số 1 đi. Ok, cảm ơn các bạn ha. Rồi tiếp 22 luôn. Rồi 22 ha, nó cũng dễ ẹc luôn ha. Thế bạn nào hiểu rồi thì cho cô số 1 đi. Nhưng mà chỗ này nha các bạn nha, cô cũng nói cho các bạn là thực ra là khi cô tham khảo cái đề thi thử của trường thật cái trường gì nãy cô có để ở bên trên giờ cô lại quên mất cái tên nó rồi ha. Thì nó cho mình đáp án là pha M nè. Nhưng mà đáp án pha M là đáp án sai em nha. Pha M là pha phân chia tế bào, còn cái pha mà hình thành thoi phân bào thì phải là pha G2. Cho nên nếu cũng cái câu này các bạn tra đáp án trên mạng coi chừng các bạn quấn vào pha M đó. Rồi, nếu bạn hiểu câu 22 rồi thì các bạn cho câu số 1 đi. Các bạn ơi, các bạn hiểu, các bạn cho cô số 1 nha, gõ cho khỏi buồn ngủ nào. Vậy nếu không hiểu cho cô chữ K nào, bạn nào không hiểu câu 22 cho cô chữ K.
Rồi ok, tiếp tục. Câu 23 nha, 23. 23 cũng dễ luôn ha, đáp án là kỳ đầu ha, hiện tượng treo đổ chéo xảy ra ở kỳ đầu giảm phân một, cô que luôn. 24. Cái dạ dày chính thức của động vật nhai lại là dạ mương khế. 25. Axit amin là đơn phân cấu tạo nên protein. Ở cái ôn tập đầu tiên cô đã có một cái bài cô khái quát hết là cái gì nè, đơn phân của cái gì rồi ha. Các bạn vào list danh sách các bạn xem lại nếu các bạn chưa thể chưa biết. 26. Cái loại nào mà mang bộ ba đối mẽ thì chỉ có thể là TRN. 27. Khi nói về hô hấp của động vật, phát biểu nào không đúng? À, thì câu A, câu B, câu D đúng rồi. Chỉ có cái câu này là sai thôi. Tại vì thủy tức á, mặc dù nó sống dưới nước nhưng mà nó hô hấp bằng bề mặt cơ thể chứ không phải là bằng mang, cho nên câu C là câu sai. 28 nha. Trong cái thí nghiệm phát hiện hô hấp bằng thải khí CO2. Đấy, vậy em biết xu hướng mới của mình bây giờ là bộ chuyên gia thích mấy câu có hình như này ha, nên mình để ý. À, thì phát biểu nào không đúng? Thì phát biểu A nó sai, tại vì nó nói là nếu tiến hành thí nghiệm trong điều kiện nhiệt độ thấp thì lượng CO2 thải ra càng lớn, là nói sai. Tại vì khi mà nhiệt độ thấp thì cái hẹp này nó hô hấp yếu, nó sẽ thải ít CO2, nên câu A nó sai. Còn câu B, câu C, câu D đều là nói đúng. Nhưng câu này cô cần các bạn xác minh là các bạn hiểu ha. Các bạn hiểu câu 28 cho số 1, không hiểu gõ chữ K. À, cô vừa nhận được một câu hỏi. Cô ơi, con cá voi hô hấp bằng phổi thì nước tràn vào phổi, nó không bị sặc nước à cô? Đương nhiên rồi, nó đâu bị sặc nước, chứ nó bị sặc nước thì nó chết rồi còn gì nữa. Như con cá voi nó nâu nâu nữa, trời, như mặt nước này nó phun nước ra, Đúng không? tại vì con cá voi nó trời mặt nước Ừ. nó phun nước ra nên Ừ. nó không có bị sạc nước, Đúng. Đúng luôn. Cái vò nó nó không bị có. sặc nước đâu nha. Tại vì em biết là ta có thể nghĩ như này cho nó dễ hiểu nhất cuộc đời nè, là con cá voi nó có một cái khả năng mà nó nín thở hơi bị giỏi, giống như là người mình lặn vậy đó. Tức là cái cơ chế của con cá voi này giống như con người mình, mà mình lặn xuống á, là trong cái lúc mà mình chìm dưới nước là mình không có hề thở ha, là cái lượng khí mình hít vào phổi là nó sẽ tích trữ trong khoảng vài phút mà mình lặn xuống đó, thì con cá voi y chang vậy. Xong rồi khi nó trồi lên mặt nước, cho nên em có thấy nè, khi em quan sát cá voi ngoài biển thì nó cứ nhảy lên nhảy lên nhảy lên, có trời không ha. Khi nó lên nó mới hít khí vào nên nó không bị sặc đâu. Rồi vậy xong chuyện con cá voi nhá, cái tới câu 28 để cô chắc coi có bạn nào gõ cao không. Câu 28 cô lại thấy có K. Rồi ok, cô giải thích lại câu 28 nha. Bây giờ á, đầu tiên này chúng ta coi lại cái thí nghiệm này đi đã. Ở đây là một cái bình nè. Cái vỏ xuống đây hẹp đang nảy mầm. Cái bình này được nút kín. Nó có một cái ống thông với cái phễu. Một cái ống nữa thì thông với cái ống nghiệm. Mà trong cái ống nghiệm này là chứa nước vôi. Vậy thì hạt mà đang nảy mầm thì có phải nó sẽ thải ra CO2 khi mà mình đổ nước vào đây, thì nước nó sẽ chiếm thể tích của cái khí, thì cái nước thì nó nặng hơn cái khí, cho nên cái nước nó sẽ chìm xuống và cái khí nó trồi lên, mà nước thì chiếm thể tích của cái khí. Mà bây giờ khí thì nó đi đường nào thì nó có cái ống sẵn này ha, nó đi theo cái ống, nó đi qua cái ống nghiệm, mà ở ống nghiệm thì chứa nước vôi, cho nên là CO2 đi vô thì làm đục nước vôi. Được chưa? Vậy bây giờ câu A là câu sai rồi nè. Tại vì nếu mà mình đổi thành nhiệt độ thấp thì lượng CO2 thải ra nó phải nhỏ chứ không được càng lớn. Câu B. Cô vừa giải thích, đúng rồi. Câu C. Vừa giải thích, đúng rồi luôn. Và câu D. Nếu mà mình thay cái hạt đang nảy mầm bằng cái hạt khô thì cái hạt khô nó đâu có hô hấp. Nó không có hô hấp. Thì cái khí này nó đi qua thì ha. Hình như các bạn ơi cho cô đính chính một tí nhé.
À, đính chính đề là nếu thay hạt đang nảy mầm bằng hạt khô thì nước vôi trong bị vẩn đục ít hơn, chứ không phải không bị vẩn đục. Bị vẩn đục ít hơn á, tại vì không khí mình vốn dĩ nó cũng có CO2 mà. Cho cô đính chính một xíu xíu vậy ha. Rồi bây giờ bạn mà hồi nãy vừa gõ chữ K đó, nếu hiểu rồi gõ lẹ cho cô số 1 nào. Là nó hạt khô là nó vẫn đi nảy mầm mà nó ít hơn, Không, cái hạt khô nhá thì nó không hô hấp. không Hạt khô khô hấp. không hô hấp, không thải CO2. Nhưng mà có phải không khí vốn dĩ nó có CO2 không? Em học môn hóa đó, lấy cái không khí bình thường này nè mà đẩy vào nước vôi trong thì nó vẫn có kết tủa mà. Giống như cái CO2 ngày nhớ là cái CO2 này nó có sẵn trong không khí rồi chứ không phải là từ cái hạt nó thoát ra, cái hạt nó không khô hấp mà nó vẫn có vẫn đục mà nó do cái khí có sẵn trong không khí. Còn cái câu A cô giải thích tại sao nó sai rồi đó em. Tại vì nhiệt độ thấp thì sẽ ức chế quá trình hô hấp. Ức chế quá trình hô hấp thì cái lượng CO2 sinh ra nó sẽ phải ít hơn, cho nên phải là càng nhỏ nó mới đúng. Tức là muốn nó Hạt khô khô hấp, hầu như là không hô hấp đó em. Hạt khô hầu như không hô hấp, hầu như không khô hấp cho nên mình mới để hạt khô được chứ. Em thấy hạt khô ta để cả năm không? để năm nè, Nhưng mà ở đây cô dùng chữ hầu như thôi nha, chứ cô không hầu có dám như nói là 100% không hô hấp đâu. tức là cái này này phải để ở nhiệt độ cao này, nó hì kỹ Không phải là nhiệt độ CO2 nó cao mới mà là nhiệt độ thường, nhiệt độ phòng ha, nhiệt độ bình được thường á. không? Chứ mà nhiệt độ cao thì hạt nó chín hết rồi, nó hô hấp cái Để em hiểu rồi cô. gì. Hạt khô thì hô hấp yếu hơn là hạt tươi ha. Nhưng mà nó yếu đến mức mà ta coi hầu như là không hô hấp. Nó về cái trạng thái gọi là trạng thái nghỉ á. Em nói là em hiểu rồi. Ok, trọng là cô đang trả lời cho bạn khác đó em. Nhiều khi á, các bạn gửi tin nhắn cho một mình cô ấy, cái hóa ra nhiều lúc cô thấy cô giống zombie vậy á, đọc độc thoại á, người khác không hiểu luôn ấy em. Có không ấy, em đổi cái nick Zalo vậy, em đổi cái nick, gọi là cái nick dung của em á, mình đổi dễ mà, trước khi mình vô nó có cái chữ ha, mình đổi, ví dụ mình đổi thành chữ đẹp trai nhất lớp hay là đẹp trai nhất Việt Nam gì đó ha, đâu ai biết là đứa nào nhắn đâu. Tiếp nha các bạn ha, câu 29. Rồi. Câu 29 ha. Cô đã ghi rõ cho các bạn luôn rồi này. Tại vì nó có chứa U cho nên nó phải là Rn. Và bởi vì tỷ lệ các đơn phân là khác nhau này, A nó khác U chứ nó đâu có bằng U. Mà G thì nó khác X cho nên nó phải là mặt đơn. Vậy đáp án câu C. À, rồi bạn nào hiểu cái câu 29 rồi gõ cho cô số 1. Mà mình chưa hiểu, mình muốn cô hướng dẫn thì gõ chữ K nha.
Thực ra á, cái này là cô đang trả lời câu hỏi một bạn hỏi nha. Thực ra á, khi mà mình mà nói tới con virus, một chủng gây bệnh cúm ở gà là đang nói tới con virus ha. Gây bệnh cúm chính là con virus. Thì cái con virus nó rất là cực đoan. Cái con virus, nó là con virus là nó không có theo một cái luật bình thường nào hết á. Cái luật bình thường là mình biết là ADN thì nó phải là mặt kép, mà ARN thì nó phải là mặt đơn, nhưng đấy là cái luật bình thường. Còn riêng cái thằng virus nó là một cái thằng quái dị nha. Cái vật chất di truyền của nó ADN cũng được mà ARN cũng được, mà mặt đơn cũng được mà mặt kép cũng được. Nó có câu B mặt kép á cô, nhưng mà bài này nó đâu có mặt kép được. Cái bài này nó không mặt kép được, tại vì nếu mà nó mặt kép á, nếu mà nó mặt kép thì có phải là A thì nó phải nối với thằng U, G thì nó phải ráp với thằng X. Ví dụ như này không, nếu mà nó mặt kép thì nó phản vậy chứ. Thì lúc này A phải bằng số lượng A phải bằng số lượng U, mà đề nó cho mình số lượng A với số lượng U nó có bằng nhau đâu. Số lượng G phải bằng số lượng X, mà đây đề nó cho mình số lượng G, số lượng X nó có bằng nhau đâu. Vậy thành ra là đáp án mình nó phải là mặt đơn. Mình lựa mặt đơn hay mặt kép này mình dựa vào mấy cái tỷ lệ đề cho này này. Rồi, có lẽ là cô dừng ở đây nhá. Cô dừng á là tại vì cô thấy các bạn thét phòng Zoom với lại các bạn trẻ tương tác với cô, chắc là nó để nứt đấy cho sáng xong đi ngủ hay là đi ăn chơi gì á. Mệt rồi sao á, nãy giờ cũng gần 2 tiếng đồng hồ chắc cũng mệt rồi nên cô dừng ở đây các bạn nha. Nhưng mà cô nói các bạn nghe, có lẽ là ngày mai thì còn 11 câu nữa ha. Từ cái câu 30 này cô sẽ làm video và các bạn tự học lại qua video ha. Xong rồi sau đấy cô sẽ chuyển qua đề số 8 với lại ôn tiếp cho các bạn luôn ha. Đấy, thì phần này ngày mai thằng làm thằng video đi, bữa nay chúng ta dừng lại ở cái câu 29 này thôi. À, và cái câu hỏi của cái đề số 2, câu 119 đề 2 á, ngày mai cô làm video cái cô làm luôn chỗ đấy ghép vào luôn ha. Rồi chúc các bạn ngủ ngon nhé. Tại vì thứ nhất là các bạn cũng mệt rồi, thứ hai là cô cho bé nhà cô đi ngủ, ngày mai nó đi học nữa. Phải ha. Rồi ngày mai cô làm video, cô làm xong, cô up xong cái cô nhắn tin cho các bạn. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn tất cả lời chúc ngủ ngon của các bạn. Bye bye. Thử năm.